với tấm bằng kỹ sư lâm nghiệp, từ chối nhiều cơ hội việc làm, trở về quê hương với một mong muốn được cống hiến. Có kiến thức, sức trẻ và hơn hết là tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên. 30 tuổi, được cấp ủy chính quyền cấp trên tin tưởng, đảng viên tín nhiệm, bầu làm bí thư chi bộ. Đó chính là anh Phạm Văn Luân, bí thư chi bộ thôn 65, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên. Yên Lâm đang vào mùa cam chín rộ. Một màu vàng trải dài dưới chân núi, hứa hẹn mang đến cho người trồng cam một vụ mùa thắng lợi. Để có được những vườn cam trĩu quả như thế này là biết bao công sức của người dân đã vun trồng, chăm sóc. Gắn bó với cây cam hàng chục năm nay, nhưng chị Phạm Thị Hà, thôn 65 xã Yên Lâm, nhiều lúc chưa cập nhật kịp được với kiến thức khoa học kỹ thuật mới trong trồng trọt. Nhờ có bí thư chi bộ thôn thường xuyên đến gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kiến thức trong trồng trọt mà chị đã vận dụng được trong mô hình sản xuất của gia đình. Điều mà chị Hà thấy vui mừng và tin tưởng đó là bí thư chi bộ luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Khi trong thôn xảy ra những vướng mắc, bí thư chi bộ đều có mặt, giải quyết kịp thời, thấu đáo. Đồng chí luôn là cũng trẻ trung, năng động, cũng mới lên làm thôi nhưng mà rất là năng động và nhiệt tình trong công việc. Chúng tôi là ai cũng khen đấy. Sinh ra và lớn lên ở xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dù có nhiều cơ hội việc làm, nhưng anh Phạm Văn Luân đã quyết định trở về quê xã Yên Lâm để lập nghiệp. Vừa làm kinh tế gia đình, anh Luân vừa tham gia công tác xã hội. Năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, nên chỉ sau một thời gian, anh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng và được chọn là hạt giống đỏ để tạo nguồn cán bộ trẻ ở địa phương. Đồng chí Luân là những người coi rất nhanh nhẹn và cái năng lực thì rất là sẵn có rồi. Thế trước khi mình nhìn nhận đặt vấn đề một bản giao một người coi thay mình ấy là mình cũng đã có sự cân nhắc. Đấy. Thế này cháu rất là năng động mà cháu có nhận thức rất là nhanh. Thứ hai là về cái năng khiếu của cháu thì cũng có. Nên là mình bàn giao cái công việc này tôi rất là an tâm. Được cấp ủy cơ sở bồi dưỡng, bản thân không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên. Năm 2022, anh Phạm Văn Luân được cấp trên tín nhiệm, đảng viên tin tưởng, bầu làm bí thư chi bộ thôn 65. Vì sao thì đồng chí lại quyết định về địa phương tham gia công tác ở địa phương? Địa phương tôi là một vùng sản xuất cam, có diện tích cam rất là lớn. Tuy nhiên là chưa áp dụng nhiều cái khoa học kỹ thuật vào việc sản xuất, cho nên là tôi muốn đưa cái việc mình học hỏi được ở trường Đại học Nông Lâm về để ứng dụng vào các kỹ thuật khoa học sản xuất vào để sản xuất trồng cam. Khi được cấp trên tín nhiệm và đảng viên tin tưởng bầu giữ chức bí thư chi bộ thôn 65 thì lúc đấy thì nhận nhiệm vụ thì lúc đấy đồng chí có cái suy nghĩ như thế nào ạ? Khi được bầu làm bí thư chi bộ thì tôi cảm thấy rất là vinh dự. Tuy nhiên đấy lại là một cái trọng trách nhiệm rất là lớn để có thể lãnh đạo bà con nhân dân thì bản thân tôi phải cố gắng hơn nữa. Đảm nhiệm cái vị trí là bí thư chi bộ thì điều mà đồng chí trăn trở nhất đó là gì ạ? Trăn trở lớn nhất của tôi đó là bà con nhân dân thì kinh tế còn khó khăn, muốn làm sao để thay đổi tư duy bà con về trong công tác sản xuất cũng như phát triển kinh tế. Thôn 65 nay đã có nhiều đổi thay, thêm những mô hình sản xuất trồng trọt chăn nuôi được hình thành. Một số thanh niên trong thôn đã biết khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất, chế biến lâm sản, tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, bà con cùng đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương. Trong sự đổi thay của thôn 65 hôm nay, có đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ trẻ Trần Văn Luân. Với vai trò là bí thư chi bộ thì đồng chí Phạm Văn Luân
bí thư chi bộ thôn Km 65 thì luôn chủ động xây dựng cái nội dung chương trình, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở thôn. Giống như nhiều thôn bản vùng sâu vùng xa khác, việc đi lại của bà con thôn 65 xã Yên Lâm gặp nhiều khó khăn do đường đèo dốc, nhiều suối nhỏ chia cắt. Để thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn và làm cầu trên đường giao thông nông thôn, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, còn rất cần sự đồng lòng, chung sức tham gia của người dân. Bí thư chi bộ đã đến từng hộ gia đình, tuyên truyền vận động, giải thích để bà con hiểu. Từ đó, bà con tin tưởng và ủng hộ. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất sản xuất để phục vụ cho việc thi công công trình. Tôi thấy đồng chí bí thư rất là trẻ mà là rất thấy năng động. Đấy, vận động bà con sau khi là có thành đường rồi, đường bê tông rồi thì bà con rất là vui mừng và phấn khởi. Bởi có nhiều hộ gia đình tiên phong gương mẫu trong hiến đất để làm đường mà tuyến đường giao thông nội thôn này đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp người dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế trên địa bàn. Trong năm 2023 thì thôn 65 đã hoàn thành được rất nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Vậy thì điều gì đã giúp cho thôn có thể hoàn thành được cái chương trình này? Vấn đề giao thông ở thôn vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đường đất, việc trao đổi mua bán cam ở thôn đi lại vẫn còn nhiều khó khăn. Cho nên là khi nhận được cái thông báo là làm đường, bà con cũng rất là phấn khởi. Tuy nhiên thì cũng một số hộ khó khăn vẫn chưa đồng ý. Cho nên là chi bộ cũng phải thường xuyên xuống vận động bà con nhân dân để hiến đất làm đường. Chúng tôi cũng phải làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền thì bà con mới hưởng ứng và nhất trí làm theo. Cái yếu tố quan trọng nhất đấy là cái sự đồng thuận của người dân. Đối với chi bộ thôn 65 này thì để mà tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân thì cần phải làm gì ạ? Để được có cái sự đồng thuận trong nhân dân thì trước tiên là đảng viên thì luôn phải đi đầu gương mẫu trong các hoạt động của thôn. Cái thứ hai là phải nắm bắt được những cái vấn đề của địa phương để có thể kịp thời giải đáp cho người dân hiểu. Tre già, măng mọc. Điều này thấy rõ ở thôn 65 xã Yên Lâm. Từ khi đảm nhận cương vị bí thư chi bộ, các kỳ sinh hoạt chi bộ ở thôn 65 đã có sự thay đổi. Trước đây chỉ đơn thuần triển khai các nhiệm vụ, thì nay nội dung sinh hoạt được xây dựng cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành của bí thư chi bộ đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, gợi mở nhiều vấn đề để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến. Từ đó xây dựng nghị quyết và chương trình hành động để triển khai trong toàn thôn, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cái việc mà nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ đi đôi với việc kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ trẻ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thì có phần đưa cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp cho các đảng viên nâng cao cái nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện cái chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới hiện nay. Sự linh hoạt, sáng tạo cùng với sự hiểu biết về công tác đảng của bí thư chi bộ thôn 65 xã Yên Lâm Phạm Văn Luân còn được thể hiện rõ khi mà mới đây anh đã vinh dự là đại diện cho các chi bộ thôn bản ở huyện Hàm Yên tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2023. Tham gia cái hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2023 và qua cái hội thi này thì đồng chí đã học hỏi được cái điều gì? Việc tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2023 giúp ích cho tôi rất là nhiều. Thứ nhất là về được học hỏi thêm về các kiến thức nghiệp vụ đảng. Thứ hai là được học hỏi về kinh nghiệm của các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu trong toàn đảng bộ tỉnh. Chúng tôi cũng học hỏi được rất là nhiều để áp dụng được vào việc lãnh đạo phát triển chi bộ. Trở về địa phương thì đồng chí sẽ có những cái kế hoạch gì để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh? Sau hội thi thì tôi sẽ không ngừng học tập và nghiên cứu tài liệu về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để có thể lựa chọn được những nội dung quan trọng và trọng điểm của địa phương để triển khai tới các đồng chí trong chi bộ để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của chi bộ mà đảng ủy giao. 30 tuổi với cương vị đứng đầu cấp ủy cơ sở, anh Phạm Văn Luân đã không phụ lại niềm tin của cấp ủy đảng, chính quyền, của các đảng viên và nhân dân trong thôn qua sự nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc của mình.
Điều này đã khẳng định việc trao cơ hội và tạo môi trường cho cán bộ đảng viên trẻ đã giúp bí thư chi bộ Phạm Văn Luân thể hiện năng lực sở trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cống hiến cho quê hương. Để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thì cần nâng cao chất lượng của đội ngũ bí thư chi bộ, trong đó thì có bí thư chi bộ trẻ có năng lực và nhiệt huyết. Hiện nay thì Đảng bộ huyện Hàm Yên thì có 15 bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có độ tuổi là dưới 35 tuổi, có 61 đồng chí có độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi. Các đồng chí bí thư chi bộ trẻ thì được đánh giá là có trình độ, năng lực, nhiệt huyết và trách nhiệm cao. Để có thêm nhiều bí thư chi bộ trẻ thì trong thời gian tới thì chúng tôi xác định sẽ làm tốt việc quy hoạch chức danh bí thư chi bộ, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội chi bộ, trong đó có lựa chọn giới thiệu những đồng chí đảng viên trẻ có năng lực, có trách nhiệm để bầu làm bí thư chi bộ. Ngoài ra thì cũng thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ để các đồng chí bí thư chi bộ trẻ có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong lãnh đạo hoạt động của chi bộ. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi chốn lao tù bao hờn thâm. Vầng dương hè sáng khi khắp nơi ta có đàng, bóng tối lui dần